cập nhật giá xe Vinfast VF8 2022 kèm tin khuyến mãi, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh VF8 tháng 4 2022 tại Việt Nam. Vinfast VF8 là tên gọi mới của Vinfast VFe35 đã có màn ra mắt toàn cầu tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 ở Mỹ diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Sáng ngày 1 tháng 6 2022 tại sự kiện triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022. Giá xe VinFast VF8 đã chính thức được tiết lộ với mức khởi điểm từ 1 tỷ 057 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ với 10 triệu đồng đặt cọc, bạn đã có thể trở thành chủ nhân tương lai của mẫu xe SUV điện thông minh. Với những khách hàng tiên phong trong việc đặt cọc mua xe VinFast VF8 còn nhận thêm nhiều ưu đại hấp dẫn từ nhà sản xuất. Được định vị tại phân khúc D VinFast VF8 sẽ trở thành mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam bước vào cuộc đua dành thị phần cùng hàng loạt mẫu xe đình đám như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Toyota Fortuner, Ford Everest. Giá xe VinFast VF8 được đề xuất ở mức 1 tỷ 057 triệu đồng và 1 tỷ 237 triệu đồng cho hai phiên bản VinFast VF8 Eco và VinFast VF8 Plus. Khách hàng chọn mua VinFast VF8 sẽ được hưởng nhiều đại hấp dẫn như tặng một bộ sạc di động kèm theo xe, voucher tương ứng là 150 triệu đồng sử dụng để mua xe, gói dịch vụ ADAS và Smart Service chọn đời trị giá 132 triệu đồng, gói nghỉ dưỡng tại biệt thự VinBurn trong 7 ngày. Như vậy, để tính giá lăn bánh xe điện VinFast VF8, ngoài giá niêm yết cần cộng thêm các khoản thuế phí bắt buộc như sau: Đầu tiên, đó là phí biển số, phí trước bạ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ. Riêng với ô tô điện chạy pin sẽ có phí trước bạ bằng 0 áp dụng trong 3 năm đầu. Hai năm tiếp theo, mức phí trước bạ sẽ là 50% so với ô tô chạy xăng dầu có cùng số chỗ ngồi. Đây là một điểm lợi giúp khách hàng mua xe VinFast VF8 có thể tiết kiệm một khoản tài chính hơn hẳn so với mua xe xăng dầu cùng tầm giá. Và chúng ta hãy cùng điểm lại thông tin tổng quan về VinFast VF8 2022. VinFast VF8 gây ấn tượng mạnh với quan khách quốc tế ngay khi vén màn bởi những đường nét thiết kế trau chuốt sắc sảo. Xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4750, 1900, 1660 mm, chiều dài cơ sở đạt 2950 mm. Về ngoại thất, dù thay đổi tên gọi nhưng VinFast VF8 vẫn giữ nguyên thiết kế giống VF e35 trước đây với ngôn ngữ Dynamic Balence cân bằng động tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa sự mềm mại và mạnh mẽ nổi bật ở đầu xe vẫn là giải LED tạo hình chữ v lớn có thể phát sáng dù là ban ngày hay ban đêm ôm chọn logo nhận diện thương hiệu nằm ở trung tâm mặt ca lăng vinfast vf 8 thiết kế liền mạch với thân xe đặc điểm chung của đa số các mẫu xe điện hiện hành hệ thống chiếu sáng trên vf 8 sử dụng công nghệ led hiện đại phần thân xe vinfast vf 8 hoàn toàn mới tạo nên sự đồng bộ lớn khi tay nắm cửa đèn hậu cùng màu với tổng thể thân xe các chi tiết mạ chrome như về cửa kính, bệ bước chân trở thành chi tiết điểm tô giúp mẫu xe điện SUV Việt thêm phần sang trọng. La-zăng chắc chắn là bộ phận gây ấn tượng nhất tại khu vực này với thiết kế đa chấu tạo hình đẹp, kích thước lớn lên tới 19-20 inch. Đuôi xe Vinfast VF8 với những đường nét thiết kế cứng cáp, nhấn mạnh sự khỏe khoắn thường thấy trên các mẫu xe SUV DT. Đèn hậu LED trên VF8 2022 thiết kế tương tự như những người anh em trong nhà là Vinfast LED SA2.0 và A2.0 cùng với đó là tạo hình chữ V lớn dạng LED giúp VF8 trở nên nổi bật hơn hẳn về nội thất không gian nội thất VF8 thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng với lọt tiện ích hướng tới tương lai thật nhìn khoang lái VF8 dễ khiến chúng ta liên tưởng đến những chiếc xe thuộc thương hiệu Tesla ở trung tâm lô, nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích thước lên đến 15,4 inch có các tính năng trợ lý ảo điều khiển chức năng của xe cho điện tử tìm kiếm các thông tin liên quan tới sở thích vô lăng thiết kế dạng D cấp trẻ trung có tính năng sự tiện dụng cùng điểm nhấn là các chi tiết mạ bạc. Đồng hồ hiển thị tốc độ nay đã không còn hiện diện phía sau vô lăng. Cần số dạng nút bấm, bị tì tay có kích thước lớn có thể trở thành bàn làm việc khi cần. Hệ thống đèn viền nội thất không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu cho người ngồi mà còn tăng thêm tính sang trọng cho mỗi xe điện nguồn gốc Việt Nam. Ghế trên xe VF8 đều được bọc da mềm mại, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa có màn lọc HEBA với thang hoạt tính mang đến bầu không khí trong lành cho hành khách. Về động cơ, VinFast VF8 sử dụng động cơ điện có công suất 402 mã lực, mô men sáng cực đại là 640 Nm. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe. Theo công bố từ nhà sản xuất, VF8 có thể chạy được quãng đường 460 km đến 510 km trong mỗi lần sạc đầy. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của xe là 5,5 giây. VinFast VF8 được thiết kế đảm bảo tính năng an toàn theo tiêu chuẩn Euro NCAP và ASEAN NCAP. Xe cũng sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đổ xe, tự đổ, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc. Theo nguồn tin tức ô tô, VinFast VF8 sẽ được sản xuất trong nước và bàn giao đến khách hàng vào cuối năm 2022. Và chúng ta hãy cùng háo hức chờ đợi sự ra đời của mẫu xe SUV điện đầu tiên của nhà sản xuất Việt Nam. Cuối cùng, mọi người đừng quên đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.